Thư sư, một vị khi qua đời, nếu sanh thiên hoặc đọa vào cõi khổ, thì vị ấy có thể báo mộng cho người thân mình biết được không? Quý vị có thể xem trong kinh Tệ Túc. Thì ngài Kumara Kassapa, ngài nói rất rõ về trường hợp này. Tức là trong hầu hết, sư nói là tuyệt đại đa số, ví dụ cái từ là tuyệt đại đa số, tại vì nó có không có mà nó hiếm dữ lắm, cho nên có thể dùng từ là tuyệt đại đa số, là khi sanh thiên hoặc đọa vào cõi khổ thì vị ấy không có khả năng báo mộng cho người thân mình biết. Ngài Kumara Kassapa, ngài đưa ra hai ví dụ như thế này. Giống như một người phạm tội trộm cắp, bị bắt bỏ tù, thì cái người này nè có thể nói là xin hãy khoan khoan cho tôi đó, để tôi về nhà tôi báo tin cho người nhà, thì để tôi về tôi thăm nhà có được hay không? Xin thưa là không. Cũng vậy á, chúng sanh đi xuống địa ngục rồi thì họ không thể nào báo được cho người thân mình biết. Cái ví dụ thứ hai á, là khi mà một người mà sanh thiên á, thì cảnh giới ở trên đó rất là sung sướng. Hơn nữa, khi mà sanh thiên rồi á, cái chuyện là họ hưởng vui vẻ một ngày, hai ngày, xong rồi họ mới nhớ tới người thân của mình á, chuyện đó là chuyện bình thường, tại vui quá mà. Nhưng mà nên nhớ là 500 năm cõi tứ thiên vương, 500 năm cõi nhân loại bằng một ngày một đêm cõi tứ thiên vương, thành 50 năm chứ, 50 năm cõi nhân loại bằng một ngày một đêm cõi tứ thiên vương, 100 năm cõi nhân loại bằng một ngày một đêm cõi đau lợi. Như vậy đó, một vị trời mà chỉ cần mà ham chơi chừng một ngày, hai ngày là quay xuống đây mình xanh cỏ hết trơn rồi. Cho nên là họ cũng không thể nào mà báo mộng cho mình để biết được. Sư nói là tuyệt đại đa số là bởi vì có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà nó hiếm hoi dữ lắm, hiếm cực kỳ hiếm. Nó hiếm như thể là mình tự nhiên là mình đi đường đạp trúng cục gạch, mình cú xuống mình lượm lên, nó không phải cục gạch, nó là cái cục hột xoàn nó bự như cái ngón tay cái. Cái chuyện đó nó hiếm dữ lắm. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.